Wow, chứ Godzilla đang chiếm cả thành phố các bạn. Rất nhiều xe nó đang đứng ở những xe. Wow, King Kong đã đây rồi bạn. Đánh nhau rồi các bạn. Wow, đánh rất là nó ném là nó ném chiếc xe vô Godzilla rồi các bạn. Con kia cầm không được các bạn. Không thể cầm được rồi đấy các bạn. Đánh rất là quyết liệt luôn. Lại ném xe vô, ném đó. Có vẻ như là con Godzilla này khá là nhỏ so với chú kinh tồn khổng lồ luôn các bạn, rất là to luôn. Thấy mỗi cái đầu là mình gần bằng cả con Godzilla nữa không. Chơi mà còn chơi ném cái đồ luôn các bạn, ném xe, ném máy bay, ném tới đủ thứ luôn rồi. Wow, rất là mạnh luôn. Ném nữa, không giữ kinh luôn. Có vẻ con Godzilla là bỏ chạy rồi các bạn. Chúng ta có gì đây, sau một cuộc đại chiến vừa rồi của thành phố đã bị phá hủy các bạn à. Rất nhiều các loài động vật đã xuất hiện trở lại các bạn, khủng long đồ các bạn đang có ý định xâm chiếm trái đất rồi các bạn. Wow, nhiều quá trời nhiều luôn. Và đem cái lỗ ra bắt lại mới được rồi. Chiếc lỗ xanh huyền thoại đây các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt Brachiosaurus các bạn ơi, một con khủng long cổ dài rất là to lớn luôn. Cái cổ dài chưa kìa, đấy, mô hình quá đẹp luôn. Bạn thấy nó bự chưa, khổng lồ luôn này. Wow, đây là có thể là một trong những con này bự nhất thế giới tiền sử luôn các bạn, rất là to lớn luôn. Ở đây chúng ta lại có Tyrannosaurus các bạn, mô hình được chơi nhìn đẹp là như vậy ơi, cử động miệng đồ quá đẹp luôn. Wow, cái này nhìn này, cánh tay của nó rất là nhỏ xíu, nhìn dễ thương các bạn. Đấy, bạn nhìn thấy cái tay của nó kìa. Khá là nhỏ luôn các bạn. Chạy rất nhanh luôn. Vô luôn bạn ơi. Đây. Monoposaurus con khủng long nó cái đuôi này, đang bấm cái đuôi nó giật giật cái miệng này đi lắm. Đây là bấm nè. Ấn này nó cắn cắn liền nè. Đấy, mô hình rất là thú vị luôn nha. Đấy, rất là nhỏ luôn rồi. Mình khủng long nó nhỏ hơn những con khủng long khác nhiều nha các bạn. Nhỏ xíu luôn. Vô luôn, mô hình rất là đẹp. Ở con nắp sau cái lùm cây lại đây, Therizinosaurus các bạn ơi. Mở miệng được luôn, mô hình này nhìn mô hình chi tiết. Móng vuốt nó rất là dài luôn, rất là bén luôn. Đúng rồi, nó đánh về cho mình. Quá dữ luôn. Ôi, Sinochiratop bạn ơi. Con khủng long có một sừng nha, cùng họ với con ba sừng rồi. Bấm đùa nó giật giật cái đầu vui lắm. Thấy giờ rất là thú vị luôn nha. Đẹp chưa kìa. Chúng ta lại có gì đây? Mình thấy rồi, một chú ngựa màu vàng các bạn ơi. Chú ngựa này bóp kêu được là bóp. Thấy giờ thấy nó kêu rất là thú vị, rất là vui nha, rất là vui tai luôn đấy. Kêu đấy rất là vui tai luôn. Thấy rồi, đang nhanh nhì, đang canh này con sư tử bộ là một con Dilophosaurus các bạn. Thấy nó răng đó không, nó há miệng mình ngon nó hả, nguyên cái mày nó ra phùng ra rất là đẹp luôn các bạn. Wow, đẹp quá trời đẹp luôn kìa, chạy rất là nhanh, nguyên cả một đàn Dilophosaurus kìa các bạn. Rồi nó ra lớn chưa kìa, to lớn cực kỳ luôn các bạn ơi. Stegosaurus màu dạ quang, màu xanh đó các bạn. Nhìn trong suốt, nhìn hay chưa kìa. Đây là Stegosaurus của chúng ta đây rồi, đây là khủng long kiếm nha các bạn. Kiếm long nha. Rất là đẹp. Có vẻ như màu xanh sau đó chúng ta đã tìm được cách phát khu rồi các bạn. Ấy, mô hình rất là chi tiết. Ôi, miệng rồi, trắng rồi, trắng rồi, ấy, trắng rồi, ấy. Superman Mosasaurus đang bay và cắn những con piranha nhỏ hơn mình rất nhiều. Nó cắn bay bay vòng vòng luôn các bạn, thật là vĩ diệu luôn. Thôi vô luôn, tiếp tục là ai đây? Iguanodon luôn, người chơi trời làm trên thật đẹp, bạn nhìn không khác gì con đồ con khủng long mà lại thật luôn các bạn.
đấy, bạn nhìn nó chân mặt tới nó mất rồi luôn rồi. Đây khủng long móng vuốt nha. Đấy, đó bạn nhìn thấy nó giống không? Nó giống như con khủng long này luôn, y hệt luôn bạn. Làm quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây là khủng long cỏ không làm gì đâu, con này nó hiền khô luôn các bạn. Thuộc những loài hiền nhất luôn các bạn. Bị nó sâu rồi. Mình thấy cái phay lưng nó đẹp chưa, rồi như cái cánh bườm á này. Quá đẹp luôn. Rất là đẹp. Ô, cắt đi là đánh ném một con khủng long điện nó tiêu luôn. Quá dữ dằn luôn. Một chú dê nè các bạn. Ấy, một chú dê lạc đó, lạc ở đâu trong cái bài khủng long các bạn. Cái gì mô hình cái này. Đấy, cái sừng rất là dài luôn. Đẹp chưa? Ồ, cái sừng dài cực kỳ đấy mà. Nhìn kỹ thì rất là dài nha, nó không phải đùa nha. Chú lạc đà khai mô, chú lạc đà hai bú luôn các bạn. Các bạn thấy bú không? Bú nó dùng để trữ nước nha các bạn. Hay chưa? Đâu là cái Triceratops cùng hỏi với Triceratops các bạn ơi, cũng đang ba sừng, tam giác long các bạn, đó cái sừng dùng nó phòng thủ nha các bạn. Mô hình đẹp chưa các bạn? Đây hút một phát nè, ấy thấy chưa? Hút luôn cả con tinh tinh luôn rồi, ỏi mạnh chưa kìa. Hút luôn cả con kim công các bạn. Wow, cái mô hình rất là đẹp nha. Ở đây chúng ta có gì, một chú voi các bạn với hai cặp ngà rất là to lớn luôn kìa. Wow, mô hình nhìn đẹp chưa kìa. Ấy nó đang đứng chả nóc nhà các bạn, voi nó leo nóc nhà đứng ui nó ném cát tùm lum rồi bạn. Voi nó leo lên được cả nóc nhà nó đứng thì nó hay cỡ nào mà sao nó leo lên được hay thế nha. Chúng ta có gì đây, một con hà mã. Wow, cái miệng nó há to chứ kìa, một há rất là lớn luôn. Gặp mỏ được đây ơi, rất là vui luôn nha. Nhìn nó đi kìa. Cái bụng nó bự chưa kìa các bạn. Đi rất là chậm luôn các bạn, do khá là mập. Một chú bạch tuộc khổng lồ. Mô hình bạch tuộc khổng lồ nhìn rất là đẹp luôn, lắc lắc được hay cực kỳ luôn. Nó bay nó đánh con đi nó đi chết kìa. Quá dữ luôn. Một chú khỉ màu vàng tí hon. Có vẻ như đang ôm cái gì đó. Cho nó ôm cái tay mình được luôn rồi. Chạy. Nó chạy khỏi sở thú rồi các bạn. Nó thoát được khỏi sở thú rồi. Chạy rất nhanh luôn. Một chú ba chi Cephalosaurus. Quay con khủng long có cái đầu rất là cứng nha. Nó bị con Giga kìa, nó đánh kìa. Nó ném bay luôn rồi. Không phải đối thủ con Giga rồi. Một chú một con nai có lập sừng rất là bự luôn kìa. Cặp gạt bự chưa? Nhìn cặp đạt gạt rất là to lớn luôn. Chúng ta có gì nữa đây? Một chú ngỗng đang bị chiếc đá máy bay đè lên các bạn. Con ngỗng rất là đẹp luôn. Bị một cái máy bay đè lên luôn kìa. Ảo chưa kìa. Rồi. Dimetrodon, một con khủng long đầm lầy rất là đẹp luôn. Vậy con nó bay rất là giống như là cái bườm luôn các bạn. Một chú báo đốm. Mô hình nhìn rất là đẹp. Nó đang ăn thưởng thức bữa ăn của nó các bạn. Chân nó dài chưa kìa. Bắt luôn. Một chú hươu cao cổ đang nhìn vào cái khổ của mình các bạn. Cái cổ rất là dài luôn. Cả một đại gia đình hươu cao cổ luôn kìa. Nhiều cực kỳ luôn. Rình à, bắt luôn, khỏi rình luôn. Một chú gấu trúc. Một chú gấu trúc đồ chơi nhìn rất là đẹp nha. Nhìn đẹp chưa kìa. Đang đi bộ rất là chậm chạp vòng lại. Cái con gì mới chạy ngang qua vậy. Nó ở chung chuồng với loài động vật khác chứ nó không ở chung chuồng gấu trúc của nó nữa các bạn ạ. Một chú tê giác hai sừng màu xanh. Mô hình màu xanh đẹp chưa, to lớn cực kỳ luôn. Nhìn nó chạy rồi. Tê giác con các bạn, gặp sừng nó chưa có mọc lên các bạn, nhỏ xíu nhìn dễ thương chưa, chạy rất là nhanh luôn. Một chú sư tử mô hình đồ chơi không được đẹp cho lắm nha. Bị bạc màu rồi các bạn. Nó vô luôn người sở thú nè, người trong ngoài sở thú. Các bạn hụt rồi các bạn. Nó hụt rồi các bạn, nó vô hụt rồi, nó hụt không trúng rồi.
con của chú King Kong đó rồi. Nó ra đó thì uy kìa, thấy không, đập ngực kìa, mỏ nó chua chua kìa, không chạy rất là nhanh luôn. Ôi nó gục rồi kìa, ôi nó bị cái gì nó gục xuống rồi kìa các bạn. Chịu quá. Uầy, bắt được một chú cua khổng lồ luôn. Ui, con cua rất là to luôn đó, cặp càng đỏ le luôn kìa. Uầy, dữ ghê chưa. Bự cực kỳ luôn. Nhìn coi xem. Con Bara nó bị như một chiếc xe tải nó đè lên các bạn. Có vẻ như cuộc chiến của King Kong với Godzilla khá là lớn, ảnh hưởng đến cả con Bara này các bạn. Tội con này chưa kìa. Ui, quật bay luôn con Bachi nè. Dùng đuôi quật nhưng mà có vẻ nó bự hơn, nó quật không trúng được cái nào luôn kìa các bạn. Ảo quá nhờ. Ở đây chúng ta có một con Masia cao màu xanh với quý vị mở ra được này. Vui chuyện chưa. Đấy, con này có cái nút bấm rất là vui nha, bấm này. Mô hình rất là hay ho luôn, bấm rất là vui luôn. Nhìn kỹ xung quanh còn gì không nào. Nhìn thật kỹ quá, ôi. Tấn công quá gì nào, tình công ảnh hưởng rất là lớn luôn. Một rổ đồ chơi, rất là nhiều món đồ chơi luôn. Wow, quá trời luôn kìa.